Hello, xin trân trọng chào mừng quý bác anh chị các bạn quay trở lại với kênh của Phạm Huấn. Và lại là em Phạm Huấn đây. Rất vui trong cái chương trình chia sẻ các cái dòng sản phẩm về xây dựng thông minh. Thì hôm nay em mang đến cho các bác thợ xây một cái dòng sản phẩm, đó là bay xây dựng cao cấp. Mời các bác cùng theo dõi video, xem và cảm nhận, cũng như là bác nào có nhu cầu mua hàng thì có thể để lại số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới số điện thoại của em. Đó, số điện thoại em trên tấm biển trên màn hình. Thì hôm nay em trân trọng giới thiệu với anh các chị cái bộ sản phẩm 8 cái bay xây cao cấp mà bên em đang phân phối. Đó, dòng 8 cái cho anh chị em và các bạn lựa chọn này. Đấy, các cái sản phẩm của bên em thì đều là hàng bay xây cao cấp hết, được làm bằng nhíp ô tô, lưỡi cưa và chất liệu là titan. Đó, thì có các chất liệu chính như vậy. Và tổng chiều dài của bay là 17, chiều rộng của bay là 9 và phần chuôi của bay là 16cm anh em các bạn nhé. Đấy, đầu tiên xin đi vào chi tiết, đó là cái con bay lá đề. Đây, tất cả bay của bên em thì đều được bo đồng. Đấy, đầu đằng trước này là bo đồng này, và đầu đằng sau có cái thì bo đồng tiếp, và có cái thì bo cao su. Đấy, rất là đẹp. Chốt thì được chốt bằng 4 đinh thép, cực kỳ là chắc chắn. Phần chuôi này thì đều là được dập bằng máy hết, rất là chắc, anh em các bạn yên tâm sử dụng. Con này là con bay lá đề này. Đấy, tiếp theo con này là con bay tô. Con này thì được làm bằng lưỡi cưa rất mềm và bong bay luôn các bạn nhé. Đó, tiếp theo nữa, con này là con bay xây tháp này. Đấy, được làm bằng thép xanh này. Con này là con bay xây A1, được làm bằng thép trắng này. Đấy, tiếp theo là con bay xây A1 vuông này. Đó, tiếp theo nữa là con bay xây titan này, được làm bằng chất liệu titan này, chốt đinh này. Đó, và tiếp theo nữa con số 7, con này là con bay xây đế vàng, được bo đồng hai đầu. Dòng này là dòng cao cấp, anh em các bạn chặt gạch thoải mái nhá, xây rất là ngon luôn. Đấy, tiếp theo nữa là cái con bay răng cưa. Đấy, chúng ta sử dụng để trong ốp lát. Đấy, anh em các bạn có nhu cầu về 8 mã sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp đến em Huấn để được tư vấn về cái dòng sản phẩm mà bên em đang phân phối trên thị trường. Đấy, xin chào và hẹn lại các anh các chị ở video sau.